Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ gợi ý cho các em một số chủ đề thi nói để các em có thể chuẩn bị tốt cho phần thi nói ở kỳ thi cuối học kỳ 1 nhé. Trong bài thi nói sẽ bao gồm hai phần. Phần thứ nhất giới thiệu về bản thân và phần thứ hai là nói về topic, tức là nói về một chủ đề cụ thể nào đó. Thì phần đầu chúng ta phải nói giới thiệu sơ qua về các thông tin cá nhân của mình. Đầu tiên là name, tên, age, tuổi, class, lớp, school, trường học. Có thể nói thêm về family members, hoặc là ít thời gian quá thì bỏ qua, chỉ cần nói đến tên, tuổi, trường, lớp, vậy thôi. Your hobby, sở thích của bạn. Hai cái này thì nếu như có nhiều thời gian nói, còn không thì bỏ qua. Chỉ cần nói đến chỗ này là đủ thông tin rồi. Đây có mẫu ở dưới này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ chào mọi người. Có thể là good morning everyone, hoặc good afternoon everyone, hoặc là hello everyone. Xin chào mọi người. Rồi thì giới thiệu bản thân mình. My name is, cộng với tên mình này. I am, cộng tuổi, years old. Tôi bao nhiêu tuổi này. I am a student in class, cộng với lớp học. In ABC Secondary School, ở trường trung học cơ sở ABC nào đó. Chỗ này nói thêm về tính cách. I am very sociable, humorous, and helpful. Tôi rất hòa đồng, hóm hỉnh và hay giúp đỡ. Một người thì có thể là có một hoặc hai ba tính cách. Sau đó đến giới thiệu về cái chủ đề của mình. My topic is number. Chủ đề của tôi hoặc là topic của tôi là số. Thì chỗ này nếu như mà cô giáo sẽ phân các chủ đề ra thành các số để chúng ta bốc thăm thì chỗ này sẽ ghi nói cái số mà mình bốc thăm được vào đây. Talk about, nói về, thì chỗ này là tên của cái topic đó. Ví dụ là my school chẳng hạn, hoặc là my house. Đấy, tên chủ đề tí nữa cô sẽ nói sau. Chỗ này sẽ nói tên chủ đề vào đây. Và bắt đầu. Now I would like to start my topic. Bây giờ tôi muốn bắt đầu topic của mình. Tức là bây giờ bắt đầu nói về topic của mình. Đấy là hết phần giới thiệu. Sau đây cô sẽ gợi ý cho các em về phần thứ hai trong bài nói, là các nói về các chủ đề đấy. Có thể là có 6 chủ đề, bởi vì là học kỳ 1 thì có 6 unit, thì mỗi unit nó sẽ nói về một cái chủ đề khác nhau, thì cái phần nói nó sẽ nói về cái chủ đề ở trong mỗi unit đó. Thì nếu như cô giáo mà chỉ cho các em ấn định cho các em một hay hai topic để cả lớp về học thì rất là dễ. Còn nếu các cô giáo mà yêu cầu các em là về chuẩn bị tất cả 6 topic của 6 chủ đề đấy, thì chúng ta phải học và chuẩn bị sẵn cả 6 topic để khi mà mình nhỡ mà bốc thăm ấy, thì chúng ta bốc thăm phải cái chủ đề nào chúng ta sẽ nói chủ đề đó. Và đây là dàn ý chung cho một phần thi nói. Đầu tiên là chào giám thị. Như ở phần trước cô đã nói rồi ấy, đầu tiên là chúng ta chào này, chào mọi người. Và sau đó là giới thiệu về bản thân mình một chút, đưa ra các thông tin cá nhân là tên, tuổi, học trường nào, lớp nào. Và phần tiếp theo là phần 2 là giới thiệu về topic của mình. Thì bắt đầu nói sẽ là today I would like to talk about, cộng với tên topic. Ví dụ topic là nói về trường của bạn chẳng hạn là my school. Thì today I would like to talk about my school. Hôm nay tôi muốn nói về trường học của tôi. Để sau đó là đến nội dung chính. Thì nội dung chính là chúng ta sẽ nói trong 2 đến 4 phút về chủ đề đã đưa ra. Nói chậm rãi, dễ nghe, dùng đa dạng các từ và cấu trúc câu đã học, tránh lặp từ. Và cuối cùng là phần kết. Phần kết thì có một câu kết thúc là that's all about my topic. Đó là tất cả về topic của tôi. Hoặc là that's the end of my topic. Đó là kết thúc chủ đề của tôi. Và cuối cùng là cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe. Thank you for your listening. Hoặc là thanks for listening. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể từng topic của từng unit. Ở unit 1, tiêu đề của unit 1 là My School. Nên ở đây cô làm ra thành hai topic. Một topic là Talk about my dream school. Nói về ngôi trường mơ ước của tôi. Thì đề bài có thể là chỗ này sẽ là do là của bạn đấy, nói về ngôi trường mơ ước của bạn. Và topic thứ hai là miêu tả ngôi trường của bạn, tức là miêu tả cái ngôi trường mà bạn đang học. Còn đây là nói về cái ngôi trường mà bạn mơ ước. Để chuẩn bị cho phần nội dung thì chúng ta hãy trả lời được những câu hỏi này. Trả lời được những câu hỏi này là chúng ta đã có được phần nội dung rồi. 1.
How is your dream school? Ngôi trường mơ của bạn như thế nào? Thì ngôi trường mơ của tôi thì như thế nào đó thì chúng ta sẽ phải có những cái tính từ để miêu tả ngôi trường. Ví dụ là big, lớn, beautiful, đẹp, unique, độc đáo, very large, rất là rộng, hoặc là modern, hiện đại. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái tính từ như vậy. 2. Where is it? Nó ở đâu? Đây là nói về vị trí của ngôi trường. Ngôi trường ở đâu? In the city center. Ở trung tâm thành phố. Center thì có thể đọc thành center nếu muốn đọc theo âm của người Mỹ. In the city center. Ở trung tâm thành phố. In the countryside. Ở miền quê. On the hill. Ở trên đồi. On the water. Trên mặt nước. Đấy, ngôi trường mơ ước mà. Chúng ta có thể tùy ý nghĩ ra. 3. How many floors? Classrooms are there? Nó có bao nhiêu phòng này? Có bao nhiêu tầng này? Thì câu trả lời sẽ là there are, cộng với số phòng, số tầng. Đấy, how many students, teachers are there? Có bao nhiêu học sinh, có bao nhiêu giáo viên? Đấy, thì cấu trúc của nó cũng là there are, cộng với số lượng giáo viên, số lượng học sinh. 5. How are the teachers? Các giáo viên như thế nào? Thì câu hỏi này là hỏi về tính cách. Thì để miêu tả tính cách của các giáo viên thì chúng ta có thể sử dụng những tính từ là kind, tốt bụng này, helpful, hay giúp đỡ này, professional, chuyên nghiệp này, friendly, thân thiện này. 6. Are there any function rooms? Có các phòng chức năng nào không? Phòng chức năng là những cái phòng chuyên biệt đấy, ví dụ như là library, thư viện này, lab, phòng thí nghiệm này, gym, phòng tập, computer room, phòng máy tính. Để miêu tả là có những phòng này thì là there is a cộng với những cái phòng này này và những cái phòng này để làm gì. Thì đấy, phòng thì chúng tôi thường đọc sách này hay là chúng tôi học cái môn gì ở trong đó, ở trong cái phòng thí nghiệm này chẳng hạn này, hoặc là computer room là phòng máy tính thì để học tin học này. 7. Are there any clubs? Có câu lạc bộ nào không? Đấy, thì nếu như có câu lạc bộ thì sẽ là there is cộng với tên của câu lạc bộ, ví dụ như là English Speaking Club, câu lạc bộ nói tiếng Anh này, Sports Club, câu lạc bộ thể thao, Creative Club, câu lạc bộ sáng tạo. Ví dụ như vậy. 8. How is the view of the school? Quang cảnh của ngôi trường thì như thế nào? Có những cái gì này? Ví dụ như là có cây cối hay là hoa hay là vườn, garden, vườn này, playground, sân chơi thì như thế nào? Stone benches, như ghế đá này. Đấy là nói về cái khung cảnh. Và sau đây là bài mẫu gợi ý. Nói về ngôi trường mơ ước của tôi. Đây là phần thứ nhất này. Đoạn trên là phần thứ nhất. Giới thiệu về bản thân. My name is, cộng với tên mình. I am, cộng với số tuổi. Years old. And I am a student in class in ABC Secondary School. Tên của tôi là, tôi mấy tuổi? Tôi là học sinh ở lớp này, trường này. I am very sociable, humorous, and helpful. Tôi rất hòa đồng, hóm hỉnh và hay giúp đỡ. Đấy, chỗ này có thể thay đổi đi. Mỗi người có một tính cách khác nhau. Thay đổi chỗ này đi. My topic is number. Topic của tôi là số. Talk about, nói về. Chỗ này là talk about my dream school. Đấy, chỗ này sẽ là my dream school. Ví dụ như là my topic is number one. Topic của tôi là số 1. Talk about my dream school. Now I would like to start my topic. Đấy, là hết phần 1 này. Tên của tôi là, tôi mấy tuổi? Tôi là học sinh ở lớp này, trường này. Tôi rất hòa đồng, hóm hỉnh và hay giúp đỡ. Topic của tôi là số 1. Nói về ngôi trường mơ ước của tôi. Bây giờ tôi muốn bắt đầu topic của mình. Và sau đây là phần nội dung. Today I would like to talk about my dream school. My dream school is not very big, but modern. It is in the countryside, and it is a boarding school for boys and girls. There are 15 classes and 50 teachers. The teachers and students are very friendly and helpful.
There is a swimming pool, a workshop, a lab, two computer rooms, a greenhouse, and a library as well. There is also a big playground for us to study PE and play sports. We can study in the morning and join the music, art, or sport clubs in the afternoon. There is no homework, so we won't worry about it anymore. That's the end of my topic. Thank you for listening. Hôm nay tôi muốn nói về ngôi trường mơ ước của tôi. Ngôi trường mơ ước của tôi không quá lớn nhưng hiện đại. Nó ở miền quê và nó là một ngôi trường nội trú cho các học sinh nam và các học sinh nữ. Có 15 lớp học và 50 giáo viên. Các giáo viên và các học sinh rất thân thiện và hay giúp đỡ. Có một bể bơi, một công xưởng, một phòng thí nghiệm, hai phòng máy tính, một nhà kính và cũng có một thư viện. Cũng có một sân chơi lớn cho chúng tôi để học thể dục và chơi thể thao. Chúng tôi có thể học vào buổi sáng và tham gia vào các câu lạc bộ âm nhạc, mỹ thuật hoặc là thể thao vào buổi chiều. Không có bài tập, vì vậy chúng tôi không phải lo lắng về nó nữa. Đó là kết thúc topic của tôi. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Như vậy, chúng ta thấy ở trong cái bài này là có đầy đủ các nội dung có thể trả lời được cho các câu hỏi trong phần gợi ý. Là đầu tiên là ngôi trường như thế nào? Thì đây, ngôi trường mơ ước của tôi thì không quá lớn, nhưng mà hiện đại. Nó ở đâu? Nó ở miền quê. Và có bao nhiêu lớp học? Có 15 lớp học, có 50 giáo viên. Các giáo viên thì như thế nào? Đây, giáo viên thân thiện và hay giúp đỡ. Có các phòng chức năng nào không? Đây, có bể bơi, công xưởng, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, nhà kính, thư viện. Sân chơi như thế nào? Đây, có sân chơi lớn cho chúng tôi học thể dục và chơi thể thao. Đấy, tiếp theo là chúng tôi có thể học buổi sáng và buổi chiều thì tham gia vào các câu lạc bộ. Đấy, câu trả lời tiếp theo là có câu lạc bộ nào không? Thì có câu lạc bộ đây. Vậy thôi, như vậy là đầy đủ rồi. Topic thứ hai vẫn là ở trong cái Unit 1 là chủ đề trường học. Topic này là Describing your school. Mô tả ngôi trường của bạn. Ở topic 1 là nói về ngôi trường mơ ước của mình. Mình có muốn có một cái ngôi trường như thế nào? Là ngôi trường mơ ước. Còn ở topic này là mô tả về ngôi trường mà mình đang học. Gợi ý, hãy trả lời các câu hỏi sau để có được phần nội dung. 1. What's its name? Tên của nó là gì? Chỗ này chúng ta nêu tên trường của mình ra. 2. Where is it? Nó ở đâu? Đấy, câu này nói về vị trí của trường này. Có thể là ở xã huyện tỉnh nào đó, hoặc là ở thành phố, hay ở nông thôn, hay ở đâu đấy. 3. How is it? Nó như thế nào? Đấy, chúng ta sẽ trả lời với những cái tính từ big, lớn, small, nhỏ, old, cũ, new, mới, modern, hiện đại, large, rộng, nice, đẹp. 4. How many classrooms are there in the school? Có bao nhiêu lớp học ở ngôi trường của bạn? Câu trả lời là there are cộng với số lượng lớp học. 5. How many students and teachers are there? Có bao nhiêu học sinh và giáo viên? Thì câu trả lời cũng là there are cộng với số lượng giáo viên và học sinh. 6. How are the teachers? Các giáo viên như thế nào? Câu này hỏi về tính cách của giáo viên. Thì có các tính từ chỉ tính cách là kind, tốt bụng, helpful, hay giúp đỡ, friendly, thân thiện. 7. Is there a library? Có một thư viện không? Nếu có thì câu hỏi tiếp theo, what do you do there? Bạn làm gì ở đó? 8. Is there a computer room? Có một phòng máy tính không? Nếu có thì what is it used for? Nó được sử dụng để làm gì? 9. How about the schoolyard? Thế về sân trường thì thế nào? Sân trường có thể là large, rộng này, nice, đẹp, hoặc là có bóng mát là shadows. 10. Is there a parking lot for students and teachers to keep their bikes and motorbikes? Có một cái nhà để xe cho các học sinh và các giáo viên để giữ xe và xe máy của họ không? Nếu có thì where is it? Nó ở đâu? Có thể là ở sân sau. Và đây là bài mẫu gợi ý.
Phần thứ nhất cũng có phần giới thiệu bản thân. Là my name is, I am years old, and I am a student in class in ABC Secondary School. I am very sociable, humorous, and helpful. My topic is number. Đấy, có thể là number 2. Talk about, đây là tên của topic. Talk about your school. Cho nên chúng ta để nguyên tên topic cũng được. Now I would like to start my topic. Today I would like to talk about my school. Its name is Dutown Secondary School. It is located in Dutown, Fulong District. It is big and very nice. It has two floors with 27 classrooms. There are about 900 students and many teachers in my school. Our teachers are friendly and kind. There is a library where we can read and borrow books and storybooks. There is also a computer room for us to study informatics. The front yard is our playground. It is very large, and there are many big trees that give us a lot of shadows. There is a parking lot in the backyard for students and teachers to keep their bikes and motorbikes. I love my school very much. That's what I want to tell you about my school. Thanks for listening. Đầu tiên nữa là còn thiếu câu chào nữa. Hello everyone. Hello everyone. My name is, là tên của tôi là, tên tôi bao nhiêu tuổi? Tôi là học sinh ở lớp này, trường trung học cơ sở gì đó. Tôi như thế nào? Nói về tính cách. Topic của tôi là số 2. Nói về ngôi trường của bạn. Bây giờ tôi muốn bắt đầu topic của mình. Đó là hết phần thứ nhất. Phần thứ hai là phần nội dung. Hôm nay tôi muốn nói về ngôi trường của tôi. Tên của nó là trường trung học cơ sở thị trấn Du. Nó có vị trí ở thị trấn Du, huyện Phú Lương. Nó to và rất đẹp. Nó có 2 tầng và 27 lớp học. Có khoảng 900 học sinh và nhiều giáo viên ở trường của tôi. Các giáo viên của chúng tôi rất thân thiện và tốt bụng. Có một thư viện nơi mà chúng tôi có thể đọc sách và mượn sách và các quyển truyện. Cũng có một phòng máy tính để chúng tôi học tin học. Sân trước là sân chơi của chúng tôi. Nó rất rộng và có nhiều cây to mà cho chúng tôi rất nhiều bóng râm. Có một nhà để xe ở sân sau để các học sinh và các giáo viên giữ xe đạp và xe máy của họ. Tôi rất yêu ngôi trường của tôi. Đó là những gì tôi muốn kể với các bạn về ngôi trường của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Như vậy là trong bài này chúng ta cũng đã trả lời được hết tất cả các câu hỏi trong phần gợi ý. Đầu tiên là phần mở đầu là giới thiệu về bản thân và phần nội dung. Là câu hỏi thứ nhất là tên của nó là gì? Chúng ta đã nêu được tên. Nó ở đâu? Chúng ta nêu được vị trí. Nó như thế nào? Nó to và rất đẹp. Nó có bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng học? Nó có bao nhiêu học sinh? Có bao nhiêu học sinh? Đấy, có khoảng 900 học sinh và nhiều giáo viên ở ngôi trường. Các giáo viên thì như thế nào? Thân thiện và tốt bụng. Có thư viện không? Có một thư viện nơi mà chúng tôi có thể đọc sách và mượn truyện. Có phòng máy tính không? Có phòng máy tính cho chúng tôi học tin học. Sân trước thì thế nào? Sân trước là sân chơi của chúng tôi. Nó rất rộng và có nhiều cây to mà cho chúng tôi nhiều bóng râm. Có nhà để xe và sân sau để các giáo viên và các học sinh giữ xe đạp và xe máy của họ. Topic thứ 3 là chủ đề ngôi nhà. Ở trong Unit 2, My House, ngôi nhà của tôi. Thì tên của topic là Talk About My House hoặc Talk About Your House. Tên chủ đề thì có thể là Your House. Nói về ngôi nhà của bạn. Thì câu trả lời chúng ta sẽ nói là My House. Gợi ý trả lời các câu hỏi sau để có phần nội dung. 1. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Thì có thể là tôi sống ở ngôi nhà này, là house. Tôi sống ở căn hộ này, apartment. Tôi sống ở biệt thự này, villa. Tôi sống ở nhà tranh. Nhà tranh, tức là nhà tranh vách đất ấy, nhà lợp lá. Thì vách bằng đất là cottage. Cottage là nhà tranh. Gọi là nhà tranh. 2. Where is your house? Nhà của bạn ở đâu? Đấy, cái này cũng nói về vị trí. In a town, ở thị trấn.
in a village, ở ngôi làng. In the countryside, ở miền quê. In a city, ở một thành phố. In the mountain, ở trên núi. 3. How is your house? Ngôi nhà của bạn như thế nào? Nói về vẻ bề ngoài của ngôi nhà. New, mới. Big, to. Large, rộng. Nice, đẹp. Beautiful, cũng là đẹp. 4. Is there a garden? Có một khu vườn không? Nếu có thì câu hỏi tiếp theo. Do you grow vegetables and flowers in it? Bạn có trồng rau và hoa ở trong đó không? 5. How many rooms does it have? Nó có bao nhiêu phòng? Đấy, có bao nhiêu phòng rồi, kể tên các phòng. What are the rooms? Các phòng đó là gì? Kể tên các phòng ra. 6. How are rooms? Các căn phòng như thế nào? Đây lại miêu tả chi tiết về các căn phòng. Phòng thì có thể dùng các tính từ là large, rộng này, tidy, ngăn nắp này, messy, bừa bộn này, clean, sạch sẽ, comfortable, thoải mái, spacious, rộng rãi, airy, thoáng mát. 7. Is there furniture in each room? Có furniture là các dụng cụ, các đồ dùng ở trong nhà, gọi là nội thất ấy. Có các đồ dùng ở trong nhà trong mỗi phòng không? Hoặc là có các đồ dùng ở trong mỗi phòng không? Thì mẫu câu là there is, có một cái gì đó. There are, có nhiều cái gì đó. Ở trên cái gì là on the này, ở cạnh cái gì là next to này, rồi ở giữa cái gì là between này. Đấy, hoặc là ở trong căn phòng này, in the room. Đấy, chúng ta dùng mẫu câu như vậy. 8. Which room do you like best? Bạn thích căn phòng nào nhất? Why? Tại sao? Đấy, chúng ta trả lời được 8 câu hỏi này. Là chúng ta đã mô tả được ngôi nhà rất là hoàn hảo rồi. Và sau đây là một bài mẫu gợi ý. Phần đầu tiên cũng là phần giới thiệu về bản thân, chào hỏi và giới thiệu về các thông tin cá nhân. Và phần thứ hai là phần nội dung. I live in a house in the city. It is a beautiful house with a front yard and a small garden full of vegetables and flowers. My house has 4 rooms, a living room, 2 bedrooms, and a kitchen. There is also a bathroom and a toilet. The living room is very spacious and airy. There is a smart TV, a sofa with 2 armchairs, a bookshelf, and a cupboard in the living room. The kitchen is modern with a dishwasher, a washing machine, a fridge, a gas stove, a rice cooker, and a microwave. I like my bedroom best because it is comfortable. It is my world, so I can decorate it in my own way. There is a desk for me to study with a laptop on it. There is a shelf on the wall where I keep my birthday presents. The bed is next to the window. There are some teddy bears on the bed. I love my house very much because it is a place which I grew up with a lot of memories. That's all about my house. Thanks for listening. Tôi sống trong một ngôi nhà ở thành phố. Nó là một ngôi nhà đẹp với một sân trước và một khu vườn nhỏ đầy rau và hoa. Ngôi nhà của tôi có 4 phòng, một phòng khách, 2 phòng ngủ và một phòng bếp. Cũng có một phòng tắm và một nhà vệ sinh. Phòng khách thì rất rộng rãi và thoáng mát. Có một tivi thông minh, một ghế bành với 2 ghế vịn, một giá sách và một tủ chén ở trong phòng khách. Phòng bếp thì hiện đại với một máy rửa chén, một máy giặt, một tủ lạnh, một bếp ga, một nồi cơm điện và một lò vi sóng. Tôi thích nhất phòng ngủ của mình bởi vì nó thoải mái. Nó là thế giới của tôi nên tôi có thể trang trí nó theo cách riêng của mình. Có một cái bàn để tôi học tập với một cái máy tính xách tay ở trên đó. Có một cái giá ở trên tường nơi tôi cất giữ những món quà sinh nhật của mình. Cái giường ở bên cạnh cửa sổ. Có vài con gấu bông ở trên giường. Tôi rất yêu ngôi nhà của mình bởi vì đó là nơi tôi lớn lên với rất nhiều kỷ niệm. Đó là tất cả về ngôi nhà của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Vậy là trong bài này chúng ta cũng đã trả lời được hết tất cả các nội dung trong phần câu hỏi ở gợi ý. Đầu tiên là ngôi nhà ở đâu? Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở trong ngôi nhà hay là căn hộ hay là cái gì? Nhà ở đâu? Thì đây, chỗ tôi sống ở trong căn nhà này, ở thành phố này. Ngôi nhà như thế nào? Nhà đẹp. Có vườn không? Có vườn, đầy rau và hoa. Nhà có mấy phòng?
Có 4 phòng, là những phòng nào? Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Các phòng như nào? Phòng khách thì rộng rãi, phòng bếp thì hiện đại. Có những cái gì ở trong phòng? Có những cái đồ này ở trong phòng này. Bạn thích nhất phòng nào? Tôi thích nhất phòng ngủ này. Đấy, kể thêm về chi tiết về cái phòng mà mình thích nhất ra. Như vậy là hết. Topic thứ tư là nói về người bạn thân. Talk about your best friend. Nói về người bạn thân nhất của bạn. Trong đề bài thì là sẽ là your best friend. Trong bài làm hoặc là bài nói của mình sẽ nói là my best friend. Bạn thân nhất của tôi. Chúng ta cũng trả lời các câu hỏi trong phần gợi ý để có được phần nội dung. 1. Who is your best friend? Ai là người bạn thân nhất của bạn? Hoặc người bạn thân nhất của bạn là ai? 2. How old is she, he? Cô ấy hay là cậu ấy bao nhiêu tuổi? 3. Where does she, he study? Cô ấy hay là cậu ấy học ở đâu? 4. Where does she, he live? Cô ấy hay cậu ấy sống ở đâu? 5. Who does she, he live with? Cô ấy hay cậu ấy sống với ai? Câu này sẽ là trả lời là sống với gia đình. 6. What does she, he look like? Cô ấy hoặc là cậu ấy trông như thế nào? Đây là câu hỏi về vẻ bề ngoài. Vẻ bề ngoài chúng ta có các tính từ như là tall, cao, thin, gầy, short, thấp, chubby. Chubby là mũm mĩm, slim, là mảnh mai, beautiful, xinh đẹp, hoặc là handsome, đẹp trai. Beautiful là đẹp gái, còn handsome, đẹp trai. Thì trả lời cho câu hỏi về vẻ bề ngoài chúng ta có hai mẫu câu. Mẫu câu thứ nhất là she hoặc là he is cộng với các tính từ này. Ví dụ cô ấy cao là she is tall. Cô ấy gầy là she is thin. Hoặc là cậu ấy thấp là he is short. Đó. She hoặc là he is cộng với tính từ. Và mẫu câu thứ hai cũng nói về diện mạo. Là chúng ta sẽ dùng động từ have. Mẫu thứ ba số ít chúng ta sẽ dùng has. She hoặc là he cộng với has. Cộng với an hoặc là cộng với tính từ. Cộng với phần cơ thể. Ví dụ như là cô ấy có một cái khuôn mặt như thế nào đó. Thì như thế nào đó chúng ta sẽ dùng tính từ ở đây. Thì ví dụ như là cô ấy có một khuôn mặt trái xoan này. Trái xoan thì chúng ta sẽ dùng cái tính từ là hình oval ấy. Oval hoặc là mặt tròn round. Đấy, hoặc là có đôi mắt đen hay là đôi mắt to hay là đôi mắt màu gì đó, chúng ta cũng dùng các tính từ màu sắc. Ví dụ she has đôi mắt là số nhiều thì sẽ không cần dùng đến mạo từ ân nữa. Câu hỏi thứ 7 là what is she, he like? Là cô ấy hay cậu ấy như thế nào? Câu này hỏi về tính cách. Thì ở đây cô gợi ý một số những cái tính từ chỉ tính cách như sau. Clever, thông minh, lanh lợi, hoạt bát. Smart, nhanh trí. Intelligent, thông minh, sáng dạ. Talented, có tài, có năng khiếu. Diligent, siêng năng. Generous, rộng lượng, hào phóng. Kind, tốt bụng. Helpful, hay giúp đỡ. Friendly, thân thiện. Sociable, hòa đồng. Easygoing, dễ gần, dễ tính. Humorous, hóm hỉnh, hài hước. Passionate, sôi nổi. Ambitious, có nhiều tham vọng. Brave, dũng cảm, can đảm. Gentle, hiền lành, dịu dàng. Shy, nhút nhát. Confident, tự tin. Talkative, hay nói, lắm mồm. Chatty, hay trò chuyện, thích tán gẫu. Silent, ít nói. Outgoing, thân mật và thoải mái. Còn rất là nhiều những cái tính từ chỉ tính cách, như ở đây cô chỉ gợi ý một số thôi. Và câu hỏi thứ 8. What do you often do together? Các bạn thường làm gì cùng nhau? Đấy thì câu hỏi thứ 8 này có thể là go to school, đi học cùng nhau này, play này, chơi cùng nhau, study, học cùng nhau, go out, đi chơi cùng nhau. Và đây là bài mẫu gợi ý. Phần đầu chúng ta cũng có phần giới thiệu về bản thân và phần thứ hai là phần nội dung. I have a lot of friends. Of all my friends,
Mine is the one I like to spend my time most. She is 12 years old. She goes to the same school with me. She is in class 6B. She lives with her family near my house. She is tall and slim with short black hair. She has an oval face with big brown eyes. She is sociable, outgoing, clever, and confident. We often play together after school. We both like reading, so we usually spend time reading books in the park in the city on weekends. That's the end of my topic. Thank you for your listening. Tôi có nhiều người bạn, trong số tất cả những người bạn của tôi, Mai là người mà tôi thích dành thời gian của mình nhất. Cô ấy 12 tuổi, cô ấy học cùng trường với tôi, cô ấy học ở lớp 6B, cô ấy sống với gia đình của cô ấy ở gần nhà tôi. Cô ấy cao và mảnh mai với mái tóc đen ngắn, cô ấy có gương mặt trái xoan với đôi mắt màu nâu to. Cô ấy hòa đồng, thân mật, thoải mái, thông minh và tự tin. Chúng tôi thường chơi cùng nhau sau giờ học. Cả hai chúng tôi thích đọc sách, vì vậy chúng tôi thường dành thời gian để đọc sách ở công viên, ở thành phố vào những dịp cuối tuần. Đó là kết thúc topic của tôi. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe. Topic thứ 5 là nói về nơi sống của bạn. Đấy, tiêu đề chỗ này có thể là Your, talk about your neighborhood. Nói về nơi sống của bạn. Gợi ý, chúng ta cũng trả lời các câu hỏi như sau. 1. Where is your neighborhood? Nơi sống của bạn ở đâu? Từ neighborhood nó rất là trừu tượng. Chúng ta có thể hiểu nó là cái khu vực sống, sinh sống của mình ấy. Hay là gọi là khu vực lân cận, nhưng mà nó chính là cái khu vực mà mình đang sinh sống. Khu dân cư hoặc là nơi sống. Mình dịch là nơi sống cho nó dễ hiểu đi. Nơi sống của bạn ở đâu? Ở thành phố. Gần thành phố. Ở miền quê. Ở trên núi, vân vân. 2. What is it like? Nó như thế nào? What is it like? Nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ dùng những cái tính từ để miêu tả một nơi như là peaceful, là thanh bình, quiet, yên tĩnh, noisy, ồn ào, busy, tấp nập hay là bận rộn này. 3. Are there facilities in your neighborhood? Có những cái cơ sở hạ tầng ở khu vực sống của bạn không? Khu vực sống đó là những cơ sở hạ tầng như thế nào? Streets, những cái con đường, đường phố. Houses, những ngôi nhà. Tall buildings, những tòa nhà cao. Shopping centers, các trung tâm mua sắm. Schools, các trường học. A cinema, một rạp chiếu phim, vân vân. Rồi thì bệnh viện, các kiểu. 4. Do you like living in your neighborhood? Bạn có thích sống ở nơi sống của bạn không? Why, tại sao? Why not, tại sao không? Và đây là bài mẫu gợi ý. Phần đầu chúng ta cũng có phần giới thiệu về bản thân. Và phần thứ hai là phần chính. Hello everyone. Hello. Chào ở trên này rồi. Chào ở phần 1 rồi. Nhưng phần 2 không cần phải hello everyone nữa. I live in ABC Village in District. It is a small and peaceful neighborhood. There are some good things and some bad things about living in my neighborhood. It is great to have outdoor activities because it has many rivers and large fields, and it has less traffic. There are some small shops near my house, so it is convenient. There is a hospital, a post office, a small market, and two schools. Every house here has a backyard and a front yard. I like to live here because the air is fresh. The people are very friendly, and the food is fresh too. But there are some bad things as well. There are not many entertainment places. I hope in the future there will be some more places for entertainment. That's the end of my topic. Thank you for your listening. Tôi sống ở ngôi làng ABC ở huyện gì đó. Nó là một khu vực sinh sống nhỏ và thanh bình. Có một số điểm tốt và một số điểm chưa tốt về việc sống ở khu vực sống của tôi. Thật là tuyệt vời để có những hoạt động ngoài trời bởi vì nó có nhiều dòng sông
và những cánh đồng rộng lớn, và nó có ít giao thông. Có một số cửa hiệu nhỏ ở gần nhà tôi nên nó rất thuận tiện. Có một bệnh viện, một bưu điện, một khu chợ nhỏ và hai ngôi trường. Mọi ngôi nhà ở đây đều có một sân sau và một sân trước. Tôi thích sống ở đây bởi vì không khí trong lành, người dân thì rất thân thiện và đồ ăn cũng tươi. Nhưng có một số điểm chưa tốt. Không có những khu vực hoặc là không có những nơi vui chơi giải trí. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có một số nơi để giải trí. Tôi xin kết thúc topic của mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Topic thứ 6 là nói về một nơi mà bạn muốn thăm. Trả lời các câu hỏi gợi ý sau. 1. What is that place? Nơi đó là nơi nào? Nơi đó là gì? Có thể nêu tên của nó ra. Tên này: Natural Wonder, Man-made Wonder. Natural Wonder là kỳ quan thiên nhiên, Man-made Wonder là kỳ quan nhân tạo. 2. Where is it located? Hoặc là situated. Có thể dùng một trong hai từ này. Nó có vị trí ở đâu? 3. How can you get there? Bạn có thể đến đó bằng cách nào? Nào hỏi đi bằng phương tiện gì? By cộng với phương tiện, means of transport là phương tiện. 3. A 4. How is it? Nó như thế nào? Đấy, nói về cái vẻ bên ngoài của nó. Beautiful, đẹp. Magnificent là lộng lẫy. Famous, nổi tiếng. Well known, được nhiều người biết đến. Wonderful, tuyệt vời. Amazing, đáng kinh ngạc. 5. What can you do there? Bạn có thể làm gì ở đó? Câu này là nói về các hoạt động mà mình có thể làm ở cái nơi mà mình thích đến. Go swimming, đi bơi này, hiking, đi bộ này, climbing, climbing to the mountain, trèo lên núi này, take a boat trip, đi thuyền, eat seafood, ăn hải sản, taste specialities, nếm các đặc sản, từ này là đặc sản nhé, specialities, buy souvenirs, mua quà lưu niệm. Và đây là bài mẫu gợi ý. Phần đầu cũng là phần giới thiệu bản thân và phần thứ hai là phần chính. Hello everyone, đưa trên. Bởi vì mình chào một lần rồi. Today I would like to tell you about a famous place I want to visit. It is Ha Long Bay, one of the most famous and beautiful natural wonders of the world. It is in Quảng Ninh province in Vietnam. It is about 300 kilometers from Hanoi capital. You can go there by train, bus, or plane, depending on where you are from. Ha Long Bay is very beautiful and magnificent because it includes 1,969 islands with various sizes and shapes. When you get there, you can take a boat trip to visit the beautiful islands around the bay. You can also go swimming, play beach games, enjoy fresh seafood, and buy a lot of souvenirs for your friends and relatives. I hope you can go there one day. That's the end of my topic. Thank you for your listening. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn về một nơi nổi tiếng mà tôi muốn thăm, đó là Vịnh Hạ Long, một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng và đẹp nhất của thế giới. Nó ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 300 km. Bạn có thể đến đó bằng tàu hỏa, xe buýt hoặc máy bay, tùy thuộc vào bạn đến từ đâu. Vịnh Hạ Long rất đẹp và lộng lẫy bởi vì nó bao gồm 1969 hòn đảo với kích cỡ và hình dáng khác nhau. Khi bạn tới đó, bạn có thể đi một chuyến thuyền để thăm các hòn đảo quanh vịnh. Bạn cũng có thể đi bơi, chơi các trò chơi bãi biển, thưởng thức hải sản tươi và mua nhiều quà lưu niệm cho bạn bè và người thân của bạn. Tôi hy vọng bạn có thể đến đó vào một ngày nào đó. Tôi xin kết thúc topic của mình tại đây. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Topic thứ 7, topic cuối cùng. Talk about Tết activities and traditions. Nói về các hoạt động về Tết và các truyền thống. Các câu hỏi gợi ý như sau. 1. What is Tết? Tết là gì? Có thể trả lời là a traditional holiday in Vietnam. Một kỳ nghỉ lễ truyền thống ở Việt Nam. 2. When is it? Nó vào khi nào? Thì thời gian của Tết là from late January
to early February, từ cuối tháng Giêng đến đầu tháng 2. 3. What is it about? Nó về cái gì? Tết nói về cái gì? Ý nghĩa của Tết. Occasion of reunion for Vietnamese families. Dịp đoàn tụ đối với các gia đình người Việt. 4. What do you do at Tết? Bạn làm gì vào dịp Tết? Có rất là nhiều các hoạt động. Thì đoạn này chúng ta chỉ cần kể các hoạt động về Tết thôi. Các hoạt động điển hình là decorate the house, trang trí nhà, go shopping, đi mua sắm, make bánh chưng, làm bánh chưng, make jam, làm mứt, buy peach blossoms, mua hoa đào, watch fireworks display, xem biểu diễn pháo hoa, make a wish, chúc nhau, get lucky money, nhận tiền mừng tuổi, nhận tiền lì xì, visit relatives, thăm người thân, have party, có bữa tiệc, go to pagodas, đi đến các ngôi chùa. Riêng cái từ bánh chưng là chúng ta để cái từ này như một tên riêng đi. Bởi vì là nếu chúng ta nói là chưng khách ấy, thì khách người ta sẽ hiểu khách là cái bánh ngọt. Nên cái bánh chưng nó không phải là cái dạng bánh ngọt. Thì chúng ta cứ, tiếng Anh nó khó có thể có một cái từ gọi cho cái từ bánh chưng này, bởi vì nó là cái tên riêng của Việt Nam, nên chúng ta cứ để từ bánh chưng thì nó có nghĩa là tên riêng đi. Trong cái bài này có rất là nhiều từ mới nên chúng ta sẽ đọc từ mới trước nhé. Traditional, traditional, nhấn bấm đi, tính từ truyền thống. Last, last, động từ kéo dài. Special, special, nhấn âm spare, tính từ đặc biệt. Especially, especially, nhấn âm pe, trạng từ đặc biệt là, nhất là. Prepare, prepare, nhấn âm pe, động từ chuẩn bị. Decorate, decorate, nhấn âm de, động từ trang trí. Decoration, decoration, nhấn âm re, danh từ sự trang trí. Display, display, nhấn âm play, động từ trưng bày. Fireworks display, fireworks display, danh từ biểu diễn pháo hoa. New Year's Eve, New Year's Eve, đêm giao thừa. Cái từ Eve nghĩa là đêm trước của cái sự kiện gì đó. Thì đêm trước của năm mới thì gọi là đêm giao thừa. New Year's Eve là đêm trước của năm mới. Còn cái từ đêm Noel, chúng ta hay có cái từ đêm Noel hay đêm Giáng sinh ấy, là ghép cái từ Christmas và đằng trước cái từ Eve. Christmas Eve là đêm trước Giáng sinh, gọi là đêm Noel hay là đêm Giáng sinh. Reunion, reunion, nhấn âm yêu, danh từ sự sum họp. Occasion, 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 nhấn âm k, danh từ dịp. Kumquat, 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 nhấn âm kum, danh từ quả quất. Indispensable, 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 nhấn âm pen, tính từ không thể thiếu được. Ancestral, ancestral là tính từ thuộc về tổ tiên. Altar, altar là cái bàn thờ. Hai cái từ này ghép lại thành bàn thờ tổ tiên. Nào, ancestral altar, ancestral, ancestral altar, ancestral altar, ancestral altar là danh từ bàn thờ tổ tiên. Mâm ngũ quả thì chúng ta có cái tính từ là five fruit, là năm loại quả, năm quả. Ở đây không phải là năm cái quả mà là cái hai cái từ nó có cái dấu gạch ngang đây thì nó có đóng vai trò như là tính từ. Đấy, mâm ngũ quả tức là mâm năm thứ quả. Five fruit tray, five fruit tray, danh từ mâm ngũ quả. Branch of peach blossoms, branch là cành, branch up là cành cái gì đó, cành gì đó. Branch of peach blossoms là cành hoa đào. Make a wish to each other, make a wish to each other, từ này là each, each, each other, each chờ nối sang A bên kia, each other, each other là nhau, make a wish là chúc,
make with to each other, là chúc nhau. Wealth, wealth, danh từ sự giàu có. Gem, gem, danh từ mứt. Seed, seed, danh từ hạt. Snack, snack, danh từ đồ ăn vặt, quà vặt. Guest, guest, danh từ khách. Relative, relative, nhấn mâm ra, danh từ người thân. Adult, từ này có hai cách đọc, người Anh đọc là adult, người Mỹ đọc là adult. Adult, adult thì nhấn mâm a, adult, còn adult nhấn mâm đau, adult, danh từ người lớn. Pray, pray, động từ cầu nguyện. Từ này có hai cách viết, có thể viết chữ Z hoặc là chữ S gì đều được. Phải đọc là cozy, cozy, tính từ ấm cúng. Atmosphere, 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 nhấn mâm at, danh từ bầu không khí. Và đây là bài mẫu gợi ý. Phần đầu cũng là phần giới thiệu về bản thân. That is a traditional holiday of our country, Vietnam. It lasts for a week. It often begins in late January and ends in early February. Tết là một kỳ nghỉ lễ truyền thống của đất nước chúng tôi, Việt Nam. Nó kéo dài trong khoảng một tuần. Nó thường bắt đầu vào cuối tháng Giêng và kết thúc vào đầu tháng 2. Tết is a special occasion of reunion for Vietnamese families. At that time, all family members try to come back to their home and get together to prepare for Tết. Tết là một dịp đoàn tụ đặc biệt đối với những gia đình người Việt. Vào thời gian đó, tất cả các thành viên trong gia đình cố gắng trở về nhà và đoàn tụ cùng nhau để chuẩn bị cho Tết. Before Tết, we decorate the house with a branch of peach blossoms or a kumquat tree. That is indispensable decoration for every family in these days. We display a five-fruit tray and vases of flowers on the ancestral altar. Trước Tết, chúng tôi trang trí nhà với một cành hoa đào hoặc một cây quất. Đó là sự trang trí không thể thiếu đối với mỗi gia đình trong những ngày này. Chúng tôi trưng bày một mâm ngũ quả và những lọ hoa trên bàn thờ tổ tiên. On New Year's Eve, we watch fireworks display. On the first day of the New Year, we go to our relatives' houses and make a wish to each other for a good health and wealth. We also have big parties together on these days. Some typical foods for Tết are still pork with eggs, sausages, and especially bánh chưng. Tết meals are usually bigger and more delicious than our daily ones. Vào đêm giao thừa, chúng tôi xem biểu diễn pháo hoa. Vào ngày đầu tiên của năm mới, chúng tôi đi đến nhà của những người thân của chúng tôi và chúc nhau sức khỏe và sự giàu có. Chúng tôi cũng có những bữa tiệc lớn cùng nhau vào những ngày này. Một số món ăn điển hình vào dịp Tết là thịt kho trứng, xúc xích, đặc biệt là bánh chưng. Các bữa ăn ngày Tết thì thường to hơn và ngon hơn các bữa ăn ngày thường của chúng tôi. Sweets, coconut jam, fruits, melon seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds are enjoyed as some snacks while guests are visiting. Kẹo, mứt dừa, trái cây, hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương được thưởng thức như những món ăn vặt trong khi những vị khách đến thăm. Children will get lucky money from the adults. Women like going to pagoda to pray for good things for their families. Trẻ con sẽ được nhận tiền lì xì từ những người lớn. Những người phụ nữ thích đi chùa để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình của họ. In my opinion, I like cozy and fresh state atmosphere. I can hang out with my friends and don't worry about anything. That's what I want to share about our Tết holiday. Thanks for listening. Theo ý kiến của tôi thích
bầu không khí ấm cúng và trong lành của ngày Tết, tôi có thể đi chơi với bạn bè mà không cần lo lắng về điều gì. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về kỳ nghỉ Tết của chúng tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong 7 topic chuẩn bị cho phần thi nói liên quan đến 6 chủ đề mà chúng ta đã học. Hy vọng là các em có thể chuẩn bị tốt và đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!